Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao và đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm và bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Thực tế thì nhiều nước tại châu Á đang ghi nhận gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp. Theo thông tin từ cục y tế dự phòng Bộ Y tế, thời gian gần đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp và các trường hợp mắc cúm AH5N1, COVID-19 tại một số các quốc gia như là Trung Quốc, Malaysia, Singapore hay Campuchia. Vậy sự gia tăng của các bệnh đường hô hấp ở nhiều nước cũng như ở nước ta có điều gì đáng lo ngại và người dân cần phải có những lưu ý như thế nào trong thời điểm này? Để có thể chia sẻ bàn luận về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay, khách mời là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin chào. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào biên tập viên và quý khán giả. Vâng. À, thưa bác sĩ, thời gian gần đây thì một số những quốc gia đã ghi nhận việc gia tăng nhanh các trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp. Vậy thì việc gia tăng này có đáng lo ngại hay không? Và bác sĩ thì có nhận định như thế nào về đợt dịch lần này lây qua đường hô hấp và có cái xu hướng là bùng phát ạ? Vâng, à, cái thời gian gần đây thì chúng ta đã được nghe nhiều cái chuyện là bùng phát các cái dịch bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt là ở một số cái nước cái châu Á thì cái thông thường vào cái mùa đông thì nó cũng là một cái giai đoạn là là các cái dịch bệnh bệnh hô hấp nó có cái xu hướng nó gia tăng hơn so với các cái mùa khác Thế tuy nhiên là cái sự gia tăng đó chúng tôi cũng vẫn ở tại Việt Nam chúng tôi đang vẫn theo dõi rất là sát và cũng rất là may mắn là cũng không tìm thấy các cái mầm bệnh gì đặc biệt nguy hiểm nó đều là các cái mầm bệnh thông thường vâng ạ nguyên nhân vì sao mà thời điểm này các quốc gia lại có cái sự gia tăng về các bệnh liên quan tới đường hô hấp và cả những cái trường hợp mắc cúm ah5n1 hay là covid 19 thưa bác sĩ vâng với các cái bệnh đường hô hấp nói chung thì như tôi đã đề cập là khi mà thời tiết nó thay đổi đặc biệt là trong cái điều kiện mà thời tiết được gọi là nghịch nhiệt thì nó sẽ có cái nguy cơ nó sẽ kéo theo một loạt các cái gia tăng các cái bệnh đường hô hấp. Thế và thứ hai là à, với những cái mầm bệnh ví dụ như với Cú ma H5N1 thì nó vốn dĩ nó vẫn là một cái dịch bệnh nó lưu hành ở các cái đàn gia cầm và bắt đầu sang cái đầu cuối mùa thu đầu mùa đông là cái mùa chim nó di cư từ các cái vùng lạnh di cư về các cái vùng ấm nóng hơn ở vùng nhiệt đới cho nên là nó sẽ có thể là trong cái quá trình di cư thế nó đi qua một số các cái địa bàn nó gây lây nhiễm ra cho các cái động vật khác và con người nó dẫn đến là phát hiện ra những cái ca bệnh H5N1 ở người. Thế còn lại là với những cái bệnh khác ví dụ như với Covid-19 thì chúng ta đã tiêm phòng COVID-19 trên thế giới là cũng tiêm phòng rất là nhiều. Tuy nhiên là cái uh, sau một cái khoảng thời gian khá là dài, uh, bệnh COVID-19 nó trở thành một bệnh lưu hành thông thường và cái tỷ lệ tiêm chủng nó giảm thấp xuống đi. Cũng như những người tiêm chủng đã qua một cái giai đoạn uh, một vài năm thì có thể là cái hiệu lực kháng thể nó giảm đi thì nó lại xuất hiện một cái gia tăng một cái tình trạng là là cái lây nhiễm nó sẽ cao lên. Thế tuy nhiên cũng rất là may mắn là gì? Là mặc dù là cái cái miễn dịch giảm đi nó dẫn đến cái sự gia tăng sự lây nhiễm nhưng mà có cái tỷ lệ diễn biến nặng thì cũng chưa có dấu hiệu gì là có cái thống kê nào cho thấy nó gia tăng cả. Dạ vâng, à, thực tế thì không chỉ ở các nước mà thời điểm này dường như là cái số lượng người mắc các bệnh lý về đường hô hấp ở nước ta thì cũng có sự gia tăng đáng kể. À, gần như là đi đâu thì uh, Thủy dương cũng gặp uh, rất là nhiều những cái trường hợp uh, chia sẻ là thời tiết thay đổi cho nên vâng. là bị ho sốt vâng. hay là chảy nước mũi uh, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thì số lượng người mắc các bệnh lý đường hô hấp tại đây thì có cái sự gia tăng như thế nào và khi bệnh nhân đến thăm khám vào thời điểm này thì họ chủ yếu trong tình trạng ra sao thưa bác sĩ? Vâng uh, trong cái thời gian gần đây chúng tôi thì uh, chúng tôi ghi nhận có cái sự gia tăng uh, nhất định về các cái mầm bệnh ví dụ như là với cúm cũng H1N1 hoặc là các cái chủng cúm khác, H3N2 hoặc là các cái bệnh lây truyền qua hô hấp khác do những cái căn nguyên khác như là mucoplasma, chẳng hạn hoặc là các cái uh, virus thông thường. Đó, thì cái số lượng bệnh nhân đến khám thì nó có cái xu hướng gia tăng và cái số ở cái nhóm trẻ em thì cái số nhập viện thì cũng gia tăng tuy nhiên là cái cái nhóm mà bệnh nặng và nguy kịch thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận có cái sự gia tăng nào đột biến. Bà, à, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái yếu tố khiến cho các bệnh lý lây qua đường hô hấp có thể trở nặng hơn và cũng khiến cho những căn bệnh về đường hô hấp dễ bùng phát hơn ở thời điểm bà, này thưa bác sĩ. Vâng, Nó có một cái yếu tố về mặt thời tiết người ta gọi là cái thời tiết nghịch nhiệt ấy khi mà cái nhiệt độ không khí thông thường ở sát mặt đất thì là cái nhiệt độ nóng và càng lên cao nó càng lạnh cho nên khi nóng nó sẽ bốc từ mặt đất lên và nó sẽ mang theo các cái khí các cái ô nhiễm nó bốc lên cao và nó pha loãng ra trong cái điều kiện nghịch nhiệt thì nó không có cái sự luân chuyển đó cho nên là các cái ô uh, uh, nhiễm nó sẽ tụ lại ở cái tầng uh, không khí thấp mà người ta hít phải, uh, đặc biệt là các bụi mịn là ừ. những cái nó, nó chứa các cái hóa chất uh, rất là nguy hại như là H2S4 uh, và hoặc là uh, các cái hóa chất nguy hại khác và nó gây tổn thương đường hô hấp và chính cái sự tổn thương đó nó tạo điều kiện cho các cái mầm bệnh mà nó vẫn nó lưu hành sẵn ở đường hô hấp con người. Ví dụ như các cái loại virus nó vẫn cư trú ở đấy, các cái loại vi khuẩn nó vẫn cư trú đó, nó bùng phát lên và nó gây viêm nhiễm đối với đường hô hấp. Vâng ạ, bác sĩ có nói là cái yếu tố thời tiết nghịch nhiệt cũng vâng. ảnh hưởng vâng. rất là nhiều với vâng. cái sự gia tăng vâng. số lượng bệnh nhân mắc những cái bệnh lý về đường hô hấp. À, nếu như mà nghiên cứu về thời tiết trong khoảng thời gian gần đây chúng ta thấy là bây giờ là gần như là giữa tháng 12 rồi nhưng vâng. mà thời tiết thì vẫn chưa lạnh. Vâng. mà lại lúc nóng, lúc lạnh rồi lại vâng. nóng ẩm và thậm chí là mưa. Vâng. Vậy đây có phải là điều kiện khiến cho uh, những cái bệnh lý về đường hô hấp gia tăng hay không thưa bác sĩ? Vâng, cứ bất cứ một cái đợt nào mà mà, mà gió lạnh về, thì nó đều kéo theo cái uh, thời tiết nghỉ nhiệt hoặc là với uh, uh, khi mà cái uh, trời nó trở lạnh đột ngột, nó đang từ cái khí hậu nóng nó trở thành khí hậu lạnh, thì nó cũng nó cũng là một cái yếu tố là là nó dẫn đến cái cái, cái tổn thương của đường hô hấp con người cũng ngược lại cũng tương tự như vậy là khi mà đang lạnh mà nó chuyển sang nóng Được. thì nó cũng có thể nó gây cái cái sự bất thường về đáp ứng của đường hô hấp con người cho nên là cái nguy cơ lây nhiễm nó sẽ gia tăng. Dạ. Ừ. À, thưa bác sĩ trong những ngày gần đây thì Hà Nội luôn luôn nằm ở trong những cái tốt đầu là thành phố có cái chỉ số ô nhiễm nhất thế giới Vậy. và nhiều cái tỉnh thành miền Bắc thì cũng có những cái tình trạng ô nhiễm tương tự. À, liệu đây có phải là yếu tố khiến cho người dân có thể dễ dàng bị mắc những cái bệnh lý liên quan tới đường hô hấp hay không ạ? Vâng, chúng ta cũng đề cập đề, đề cập nhiều đến cái cái cái, cái thời tiết người nhiệt với những cái khu vực mà có cái ô nhiễm công nghiệp nhiều, ví dụ như là đốt các cái vật liệu uh, cháy như là than, dầu hoặc là khói xe. Thế thì với cái thời tiết thông thường và không khí nóng nó bốc lên cao nó sẽ cuốn theo các cái lùi ô nhiễm lên cao thì cái cái nồng độ ở dưới, dưới thấp mà con người sinh sống hít thở phải nó thấp hơn. Còn trong cái điều kiện mà nó thay đổi thời tiết mà nó dẫn đến nó nó không bốc được lên cao thì cái ô nhiễm nó sẽ gia tăng đặc biệt ở các cái thành phố lớn khi mà mật độ các cái phương tiện giao thông lớn và cái tiêu thụ xăng dầu lớn thì cái ô nhiễm nó càng trầm trọng và đấy là một yếu tố Nó dẫn đến là gia tăng các cái tổn thương hô hấp và các cái bệnh hô hấp. Vâng ạ. Ở góc độ chuyên môn của mình thì bác sĩ có thể đưa ra dự đoán về tình hình dịch bệnh và những cái thời điểm cuối năm à, để tránh cái sự gia tăng của các bệnh lý liên quan tới đường hô hấp thì người dân chúng ta cần phải có những cái lưu ý như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, uh, 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 thông thường các cái uh, cuối năm các cái đường hô hấp này uh, các cái bệnh đường hô hấp nó sẽ gia tăng đặc biệt là khi mà thời tiết nó thay đổi khí lạnh nó về Thế thì uh, một trong những cái uh, mà chúng ta cần phải lưu ý là uh, thứ nhất là cái nguy cơ đối với H5N1 nó vẫn có mặc dù là trong nhiều năm qua chúng ta không phát hiện được ca nào nhưng nó vẫn có cho nên là uh, chúng ta vẫn phải đảm bảo các cái phương pháp mà phòng bệnh đối với lây truyền uh, cúm da cầm sang người ví dụ như chúng ta không ăn không tiêu thụ các cái uh, uh, da cầm ốm chết không buôn bán và tiêu hủy đúng cách đối với các cái uh, da cầm ốm chết. Thứ hai là chúng ta phải giữ cái uh, vệ sinh đối với đường hô hấp cụ thể là chúng ta uh, tránh để bị lạnh quá uh, ví dụ như chúng ta sử dụng khăn quàng uh, khi mà uh, thời tiết nó trở lạnh chúng ta có thể sử dụng các loại khẩu trang thông thường cái khẩu trang thông thường thì nó sẽ không ngăn chặn được các cái bụi mịn nhưng mà ít nhất là nó ngăn chặn được các cái bụi lớn hơn hoặc là một số các cái khẩu trang ví dụ khẩu trang y tế nó có thể ngăn chặn một phần đối với bụi mịn nó không ngăn chặn được toàn bộ nhưng nó ngăn chặn một phần và cái, cái sự ngăn chặn một phần đấy nó cũng giúp bảo vệ cái đường hô hấp của chúng ta tốt hơn và nó cũng uh, bản thân cái việc đeo khẩu trang uh, trong những ngày trời lạnh thì nó cũng giúp cho cái uh, không khí thở qua, qua mũi nó cũng được sửa ấm một lần qua các lớp lọc hoặc khẩu trang, thì đấy là những cái biện pháp mà chúng ta à, tự chăm sóc bản thân. Thế còn khi mà gia đình hoặc là những người xung quanh mà à, có những người ốm, mà có cái nguy cơ của những cái bệnh nó lây truyền qua đường hô hấp, ví dụ như dịch cúm, dịch vân à, vân, adenovirus chẳng hạn, ừ. thì chúng ta cũng phải duy trì các cái biện pháp phòng hộ. Thứ nhất là giữ khoảng cách, thứ hai là chúng ta sử dụng khẩu trang và thứ ba là chúng ta rửa tay thường xuyên để chúng ta à, và những người mà khi bị bệnh như thế thì cũng không nên đến những chỗ đông người có thể dễ dẫn đến nguy cơ là phát tán bệnh cho những người khác. thì đấy là những biện pháp mà chúng ta à, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước các cái nguy cơ lây nhiễm các cái bệnh đường hô hấp. Vâng ạ, à, tôi đang quan tâm tới hai đối tượng là người già và trẻ nhỏ. Vâng. À, đây là những người có cái hệ hô hấp dễ bị tổn thương nhất. Vâng. vậy bác sĩ có những cái lưu ý như thế nào ạ? Thật ra thì các cái biện pháp phòng hộ nói chung đối với người già và với trẻ nhỏ thì cũng tương tự như của các người khác thôi thế tuy nhiên là gì cái nguy cơ nhiễm bệnh của các cái đối tượng đó thì nó cao hơn thôi thế thì đặc biệt là chúng ta lưu ý đến trẻ nhỏ thì trẻ nhỏ rất là khó trong cái chuyện là gì vận động chúng nó sử dụng khẩu trang các cháu nó mải chơi có thể là đeo cho nó một lát cái nào nó lại bỏ ra đấy là một thứ hai là trẻ nhỏ nó có thích Chơi, uh, chơi tập thể với nhau cho nên nếu không may mà có một cháu mà nhiễm bệnh thì nó rất dễ nó lây cho các cháu khác vì vậy cho nên đối với các cái trẻ nhỏ thì cái việc là gì cách ly trẻ bị bệnh ra khỏi các cái trẻ khỏe thì là điều ừ. quan trọng hơn các cháu mà có nhiễm bệnh như thế thì nên uh, giữ các cháu ở nhà không nên cho nó đến các cái nơi tập thể để có thể nó lây nhiễm cho bạn bè. Vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp thưa quý vị và các bạn với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại